Chào mọi người, các bạn muốn biết một ngày làm việc của chuyên viên The Ops là như thế nào không? Mọi người thường bảo nghề này sang chảnh tự do, thoải mái tinh thần. Ừ thì cũng đúng thật, khi chúng ta biết được mục tiêu của đời mình, thì nghề nào cũng sẽ được như thế. Hãy đến với câu chuyện nghề của tôi. Đúng vậy, đây là tôi, dân địa ốc của Việt Nhân. Còn lúc đầu phim là giấc mơ hôm qua của tôi thôi. Một giấc mơ đẹp dành cho các chị em. Tôi yêu gia đình mình, yêu cuộc sống và yêu công việc này. Khi bạn yêu một điều gì đó thật sự, có nghĩa là bạn hiểu được giá trị của nó. Tôi cũng vậy, tôi hiểu được giá trị của nghề mà tôi đang theo đuổi. Nghề này danh giá lắm, nên nó đầy thử thách. Rồi nghề hơn một năm rồi, tôi thấy mình như trở lại thời sinh viên, vừa làm và vừa học. Thú vị không? Gần 40 tuổi đầu rồi, vẫn như cấp sách đến trường mỗi ngày. Vì khi đi làm ở Việt Nhân, tôi lại học được nhiều thứ. Học để bản thân tốt lên từng chút mỗi ngày, học cho gia đình, học cho mọi người. Nghe lạ nhỉ? Nhưng tôi nói mà, nghề này danh giá lắm. Đến mái nhà thứ hai của tôi rồi, mái nhà Việt Nhân. Vừa là trụ sở, vừa là trường. Đối với tôi, đây là nơi đào tạo những tinh hoa của nghề tư vấn đấy. Các bạn hãy nhìn khuôn mặt của tôi này, tràn đầy năng lượng phải không? Bắt đầu một ngày làm việc và học tập thôi, let's go. Tôi là một kỹ sư xây dựng, tất nhiên là chẳng mê cái máy tính này lắm. Nhưng mà từ khi làm nghề sale này, kỹ năng máy tính tôi tốt lên hẳn. Nào là sale, PowerPoint, marketing online, tôi làm được hết. Vậy mới nói không có gì là không làm được cả, chỉ do ta muốn thực sự làm hay không thôi. Chắc các bạn sẽ thấy cuộc gọi này, đừng vội nản lòng. Chăm khách là một nghệ thuật, người chăm là một nghệ sĩ đấy. Để khách hàng đi đến quyết định mua một ngôi nhà là cả một quá trình bám đuổi và chăm sóc tận tâm nhất, mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Để khách hàng giao cả gia tài cho chúng ta thì việc này chắc cũng là bình thường mà thôi. Mời bạn đến với đặc sản của Việt Nhân. Đúng vậy, là trực chốt. Khói bụi, mưa nắng cũng không làm anh em tôi chùn bước. Trực chốt đã sinh ra biết bao giao dịch bất ngờ đấy. Hãy kiên nhẫn với nó, trái ngọt sẽ đến. Đã bao giờ bạn nhìn thấy trên đường một người mặc vest chỉnh chu, trên tay cầm sắp tờ rơi chưa? Không phải đa cấp đâu, có thể là nhân viên của Việt Nhân đấy. Những người bán hàng tận tụy nhất. Để lan tỏa thông tin tốt nhất đến với khách hàng, chúng tôi không hề ngại khó. Những tờ rơi tuy nhỏ nhưng đi kèm là thông điệp to lớn, một tổ ấm chào tay đến với tất cả mọi người. Dù chân tôi có mỏi, mồ hôi có đẫm, hàng vạn cái lắc đầu từ chối, tôi vẫn làm. Vì tôi biết điều tôi làm là điều tốt đẹp. Nghề của tôi hay lắm. Mỗi ngày tôi nói chuyện với biết bao người xa lạ mà như người thân của mình vậy. Phải rồi, là telesale. Chẳng gặp mặt cũng chẳng hề quen biết. Từng cuộc gọi như tôi gieo một hạt giống. Có rất nhiều hạt không bao giờ nảy mầm. Cũng có những hạt gai góc làm đau tôi. Nhưng không sao, tôi kiên cường mà. Cũng rất nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc, chán nản với việc này. Sao mà nó khô khan và vô vị đến thế. Nhưng nghĩ lại mà xem, nếu như dễ dàng, đã không cần đến mình. Trong cuốn sách bí mật của may mắn có câu: may mắn do chính chúng ta tạo ra. Đừng trì hoãn, hãy hành động. Nghề của tôi thực sự không chỉ gói gọn trong chữ sale. Tôi còn là người phụng sự, mang một sứ mệnh. Đó là chắp cánh cho những tổ ấm yêu thương đến với mọi người. Lời nói của tôi như một chìa khóa vàng, có thể mở ra những quyết định đầu tư chính xác nhất cho khách hàng. Nghề tôi danh giá. Nhưng muốn lời nói thành chìa khóa vàng không phải chuyện đơn giản phải không? Thế nên phải học, học nữa, học mãi. Sự học đối với tôi là yếu tố tiên quyết để trở thành một chuyên viên địa ốc giỏi. Tâm thế luôn là chiếc cốc rỗng, sẵn sàng học mọi thứ từ tất cả mọi người với sự cầu thị và khiêm tốn nhất. Lời nói của bạn sẽ trở thành chìa khóa vàng. Và tất nhiên, một con đường đầy thử thách sẽ phải có những người đồng đội đi cùng. Chúng tôi đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, tuổi đời khác nhau, tính cách thì lại càng không ai giống ai, nhưng cùng chung một mục tiêu, đó là mang giá trị bản thân, tạo ra giá trị cho mọi người. Nghề của tôi cơ bản là thế đấy, đầy thử thách nhưng cũng đầy giá trị. Tôi muốn gửi gắm những chia sẻ này đến với mọi người để hiểu hơn về nghề tư vấn địa ốc là như thế nào. Xin tri ân những người thầy đã chỉ bảo chúng tôi đi trên con đường này. Khi hiểu rõ giá trị của mình mang lại, tôi thật sự hạnh phúc và bạn cũng sẽ thế.